Thông tin về việc Việt Dũng bị tố ăn cắp và nói dối trắng trợn sau khi tập 10 người ấy là ai lên sóng đã khiến nhiều người hoang mang và không khỏi thất vọng khi đã trót ngưỡng mộ anh chàng soái ca. Thế nhưng đứng trước mọi bình luận của cộng đồng mạng thì chàng trai quê Vĩnh Phúc vẫn tuyệt đối không lên tiếng. Thay vào đó, mới đây, em gái của anh chàng là DAL đã viết một đoạn status rất dài để bênh vực anh trai của mình. DAL tiết lộ lý do đến giờ anh trai mình vẫn chưa lên tiếng là bởi vì bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó là bản năng, kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh. Dù không nói rõ nhưng đây dường như là phương châm sống của Việt Dũng và anh quyết định theo đuổi điều này, mặc kệ những lời tố cáo hay đồn đoán về mình. Cô nàng cũng cho biết vì chuyện đã đi quá xa, làm ảnh hưởng đến danh dự của anh trai, gia đình mình và cả việc kinh doanh nên cô buộc phải lên tiếng. Cô khẳng định nếu như anh DHK là người bị hại thì bản thân anh ấy cũng không thiếu cách để liên lạc, tiền nong thì phải gặp trực tiếp chứ không giải quyết qua tin nhắn hay điện thoại. Ngoài ra, DAL còn nói thêm rằng Việt Dũng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai là vì sự dục dã của bố mẹ, nhưng không ngờ sự việc lại trở nên thế này. Cô cũng gửi lời nhắn gửi đến cộng đồng mạng. Rất mong tất cả mọi người đọc status của mình xong, hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi lên tiếng và phán xét một ai đó. Vì đó là cả danh dự, không chỉ riêng anh trai mình, mà còn là uy tín của cả cửa hàng mà bố mẹ mình đã vất vả bao nhiêu năm để gây dựng lên. Mình xin cảm ơn mọi người đã đọc hết, hãy lịch sự và văn minh. Trong khi đó, anh DHK vẫn đang tiếp tục đưa ra hàng loạt bằng chứng và hình ảnh chứng minh Việt Dũng ăn cắp đồ đạc tại cửa hàng của mình. Anh cũng khẳng định mình không hề nói điều gì xúc phạm đến bố mẹ và tiệm vàng của gia đình Dũng. Điều duy nhất tôi nói là Dũng đã là người ăn cắp nguyên một cửa hàng của tôi vào cuối tháng 11 năm 2015 và chặn mọi thông tin liên lạc của tôi trong suốt thời gian đó. Và tôi không nhắc đến việc làm của gia đình Dũng hay những người thân khác của Dũng. Hiện tại, Việt Dũng vẫn đang tiếp tục im lặng, còn anh DHK cho biết anh sẵn sàng công khai mọi chứng cứ về hành vi của Dũng nếu phải đối mặt với pháp luật.